hello xin chào tất cả mọi người à, xin chào các bạn hôm nay mình à, tiếp tục à, chương trình học à, tiếng pháp à, cái lớp học à, kỳ thứ 21. mươi à, và mình nói về vấn đề một vấn đề là tiền 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 bạc à. À, trước hết mình có dài cái à, chuyện muốn nói với các bạn là có một à, Uh, tất cả những cái uh, cái gì mình uh, dạy ở đây uh, trong này uh, thì mình sẽ uh, ghi lại uh, trong cái phần mô tả, tại vì uh, cũng uh, có những nhiều, nhiều người bạn uh, mới tới cái kênh của mình và mới uh, khám phá ra những cái lớp học này và thấy uh, mấy cái lớp uh, cái lớp học uh, mấy kỳ đầu thì uh, uh, muốn uh, nói mình là viết uh, chữ cho nó đẹp đẹp chút xíu, tại vì khó họ khó coi uh, khó đọc quá, thành ra mình uh, sau đó mình có làm uh, những cái video và mình sẽ ghi lại hết thì mình nói cái này cho những người nào mà chưa biết mình uh, cũng cảm ơn uh, tất cả các bạn để đã để lại những lời bình luận và đã khuyến khích mình uh, tiếp tục uh, những cái lớp này và uh, cũng giúp rất là nhiều người bạn uh, có nhiều uh, cái đòi hỏi và mong mình làm những video uh, hướng dẫn về những cái vụ uh, lái xe như là cái code để la route Uh, bán bánh bán bánh uh, trong tiệm bán uh, trong tiệm uh, bánh trong uh, giao thiệp uh, giao tiếp với khách uh, với khách hàng nói chuyện với khách hàng uh, có nhiều cái nó hơi khó cho mình là làm về việc làm móng tay móng chân đồ thì cái đó mình uh, không biết nhưng mà để mình uh, nghiên cứu rồi mình sẽ uh, có gì thì mình sẽ làm cái uh, một cái lớp uh, nói về mấy cái chuyện này nếu có thể giúp các bạn và khi vụ phỏng vấn để uh, đi uh, tìm việc làm à, thì về cái việc mà vô quốc tịch pháp đó thì mình cũng rất là mừng tại vì cũng có nhiều người bạn đã gửi nhắn thông tin và nói là theo cái lời của mình chỉ dẫn thì rất là hữu ích tại vì họ có thể có những cái kết quả tốt và bởi vì các bạn xem lại cái cái bài cái bài học tiếng pháp thứ 12 và mình nói về cái những cái vụ À, du học tiếng pháp là mình cũng khuyên các bạn là nắm vững cái phần nói chuyện à, và người ta thấy các bạn nói uh, thao thao bất tuyệt đó, thì người ta không có uh, nghi ngờ hay là người ta thấy là những cái chuyện người ta cũng không có cần hỏi các bạn nhiều câu hỏi khác uh, có nhiều người bạn hỏi mình về giống đực và giống cái uh, trong tiếng pháp thì cái này là nó có một nguyên một cái uh, tiếng pháp này nó có giống đực và giống cái những cái danh từ nào cũng vậy tiếng việt mình thì không có À, cho nên cái này các bạn ráng tìm hiểu uh, trong những cái video mình đã làm và mình sẽ làm thêm những cái bài uh, ngắn ngắn về uh, những cái vấn đề này uh, về phát âm ha về phát âm thì nó hơi uh, cái chuyện gì cũng vậy phát âm thì có nhiều người nói rất là khó tôi phát âm uh, tôi bị vấn đề tại vì tôi không có uh, phát âm trúng, có cái 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 bí quyết gì uh, Uh, giúp cho tôi uh, phát âm uh, thì cái đó mình cũng đã nói trong uh, những cái video kỳ kỳ rồi rồi các bạn coi lại cái video về uh, cái bảng uh, chữ cái phát âm về cái uh, bản chữ cái đó thì các bạn phải nghe nghe cho cho nhiều rồi cái quạt lỗ tay các bạn nó sẽ quen với cái tiếng tiếng đó uh, rồi các bạn sẽ từ từ sẽ phát uh, sẽ phát âm thì lúc đầu thì thế nào cũng có À, những cái à, lúc mà các bạn nói chuyện thì người ta sẽ nghe thẻ thấy à, à, không có trúng lắm nhưng mà không sao thì từ từ thì các bạn cũng xong học học một cái ngôn ngữ nào mới thì mình cũng phải qua cái cái vấn đề đó các bạn cứ tưởng tượng là à, một người một người tây một người tây hay một người mỹ mà đi đi học tiếng việt nam thì uh, nếu mà giờ không biết làm sao, nếu mà cái người đó nói tiếng Việt Nam mà mới học tiếng Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam thì chắc chắn là các bạn uh, nghe cái người đó nói thì các bạn uh, nghe là các bạn uh, nhắm mắt, các bạn uh, chỉ nghe thôi, đừng cứ nhìn người đó thì mình cũng chắc chắn là các bạn biết là cái người đó không phải là người Việt Nam và cũng cũng nói một cái tiếng uh, có nhiều khi hơi hơi lầm hay là uh, mình không biết làm sao, mình không có biết lấy thí dụ làm sao nhưng mà có thể nói là À, thí dụ bây giờ bây giờ để 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 cái bằng à, mình 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 giả ha mình bây giờ mình sẽ giả là một cái người người Pháp ha mà nói tiếng mới bắt đầu học tiếng Việt cái này là ngoài 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 lề nha tại vì nói chuyện chơi cho các bạn chút xíu à, thì các bạn sẽ thấy là cái giọng bây giờ biết mình giả làm sao ha để coi à, để coi mình giả bây giờ bây giờ mình bây giờ bây giờ mình sẽ làm cái người Pháp ha người Pháp mà bây giờ mình mới học mà học tới tiếng Việt À, à, tôi 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 nó tôi nói không uh, được 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 lá lắm tôi nó tôi mới học 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 tiếng viết tiền tiền viết tiền tiền viết tôi nói tôi có tôi không à, uh, à, uh, xin, xin lỗi xin lỗi tôi có bán gái, tôi có tôi, tôi có bán gái, không không không, không. Tôi, tôi 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 có bạn 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 gái gái, bạn gái gái, tôi nói không, tôi nói không được giờ, không được giờ nó là thờ không được giờ lắm, không tôi coi nói không được rõ gi lắm. OK, OK, thôi bây giờ mình ngừng ngừng đây tại vì các bạn tưởng uh, làm riết rồi các bạn tưởng mình khùng. Uh, OK, thì các bạn thấy cái, cái những cái lúc mà mình nói chuyện mà uh, mình giả, mình không biết giả anh sao, tại vì mình không có không có trường hợp trong trường hợp đó thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu là cái phát âm nó rất là khó uh, thành ra mình học cái cái tiếng gì cũng vậy. À, cho nên các bạn đừng có lo sợ hay là bây giờ mình cũng cái gì uh, uh, chuyện này chuyện gì thì mình cũng bắt đầu thì cũng khó thôi nhưng mà đừng nản chí và cứ tiếp tục thôi bây giờ uh, dẹp cái chương trình uh, mới đầu vô để cũng uh, như là cái phần uh, giải đáp Uh, dài cái uh, câu hỏi của các bạn mình uh, sẽ có uh, rất mong các bạn thông cảm tại vì lúc này thì không biết tại sao mà nó bận bận công việc quá thành ra không có 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 một ngàn uh, kia bằng uh, ý kiến uh, và những cái chuyện mình muốn uh, chỉ dẫn cho các bạn nhưng mà không có thì giờ thành ra cho các, các bạn uh, thì hôm nay uh, tiếp tục học uh, tiếng Pháp này nhưng mà những cái những cái lời yêu cầu của các bạn thì để từ từ rồi mình sẽ làm chỉ vì mình không có cái phương pháp nào khác hơn. Lúc này thì nó hơi bận mình muốn có uh, làm cho các bạn uh, xem video uh, về những cái nhạc phẩm uh, sáng tác cũng không có làm uh, kịp, uh, về những cái đi cuộc đi du ngoạn cũng không làm kịp. Uh, giờ thì mình uh, tranh thủ thời gian để làm để tiếp tục cho các bạn học tiếp. Ok, bây giờ uh, nói vòng uh, vòng chung quanh rồi bây giờ mình nói về vấn đề tiền 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 và tiếng pháp nó kêu bằng argent 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 ờ, thì cái này nếu mà cái danh từ đó thì mình nên để cái lơ argent đó, thì mình không có đọc lơ argent thì mình đọc cái l'apostrophe tức là l'argent ha ờ, l'argent de l'argent tức là tiền mà cái ngộ này cái ạt răng này nó cũng có nó nó cũng có nói về cái chất bạc thành ra mình bên tiếng việt mình nên nói tiền bạc tiền bạc ok thì cái 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 này là nói tiền tiền là cái giấy tiền hay là những cái đồ mình dùng để mình trả để mình mua những cái gì và nó cũng nói là nó cũng có nghĩa là bạc tức là cái chất bạc và o oh, là vàng. À, à rong là bạc. Đó, thì cái này là về tiền với bạc ha. Ừ à, Rồi cái tiền này á bên uh, bên nước Pháp thì uh, nước nào nó cũng vậy, cái ngôn ngữ nào cũng vậy, nó có cái chữ uh, chính xác nói về tiền ha. À, chữ đó là trượt rồi, đặc son như mình nói và nó những có những cái cái chữ mà trong dân gian người ta nói hay là trong những cái uh, uh, lời nói cái bằng uh, thông thường ở ngoài hay là những giữa bạn bè hay là uh, những cái tiếng đó không có thường thường không có thấy trong cái từ điển thì uh, tiền uh, tiền ở bên pháp này nó cũng gọi là lisu su. Su, su hồi đó cái xu hồi trước đó là một cái tiền cũ của nước Pháp thành ra à, cũng như là mình nói à, tức là ta có thể có 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 tiền không à, Mình có thể nói là le lê Le lê là lê là cái nghĩa tránh của nó là lúa à, thì cái này mình cũng có dùng là trong cái văn nói á, văn nói á, thì mình có dùng nói cái cái le blé. À, mình cũng có dùng uh, cái tử uh, cái bằng lô dây lô dây lô dây là một cái cây có uh, người ta ăn ăn được uh, cái cây uh, như là legume gì đó thì cái này uh, mình kìm uh, mình không có biết tiếng việt rồi thành ra mình đi tìm thành ra nó kêu bằng rau uh, chút chích nó nó kêu bằng cái này kêu bằng ô dây À, cũng như mình nói uh, pass moi lô dây pass moi lô dây yeah, đưa 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 cái đưa cái tiền cho tao từ thường cái lô dây này hay cái lô blee dây này thì uh, ta cũng dùng rất là rất là thường nhưng mà trong văn nói thôi không có ai uh, viết uh, viết trong đó uh, có cái chữ là lô fric lô fric Le fric uh, là tiền tiền cũng cũng nói tiền trong trong văn nói à, cái này coi chừng nha flick là tiền ha mà flick cái chữ này thay vì chữ chữ e là bằng chữ 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 e là đó le Frick là cảnh sát nha cảnh sát ok rồi le Frick, để coi còn gì nữa là tune à, xin lỗi đây mình diễn lại la tune có chữ ash la tune cũng nói về tiền tức là những cái này đi su le blé le le fric la tune là nói về văn à, văn văn nói còn à, trong cái à, cái à, từ điển đó, thì các bạn sẽ thấy cái chữ lạc rong thì các bạn đây thấy đây nó có cái uh, giống đực nè là nó kêu bằng lơ còn giống cái thì nó kêu bằng la à, thì cái đó mình phải học thôi chứ uh, tiếng pháp nó có cái đó thì nó hơi đặc biệt uh, tiếng việt mình không có mà tiếng uh, tiếng anh uh, tiếng mỹ cũng không có là, là tiếng pháp nó có cái đặc biệt cái đó tức là mỗi cái danh từ nó hoặc là giọng uh, nó phải uh, hoặc là giống cái hoặc là giống đực thì uh, về nói về tiền thì uh, mình mới nói những cái danh từ mà họ dùng để uh, chỉ đó là tiền đó, mình mới vừa nói bên uh, Pháp này hồi uh, cách đây cũng uh, vài chục năm để coi vài chục năm không hình như là hồi uh, nếu mình nhớ không đầm là 2001 từ 2001 cái này không chắc nha tại vì nhớ mày mày vậy tại vì lâu quá rồi quên uh, hồi trước uh, là cái tiền bên Pháp là nó có nó xài tiền phong nó tại tiền phong rồi sau đó sau mình vô cái khối Âu Châu đó thì tất cả những cái nước trong cái khối Âu Châu đó đều xài tiền tiền bằng tiền euro thành ra tất cả những cái nước thì cái đó nó có rất rất là tiện tại vì các bạn đi qua bên uh, Tây Ban Nha nè các bạn đi qua Bồ Đào Nha nè các bạn qua Ý Đại Lợi nè các bạn qua tất cả những cái nước trong Âu Châu thì các bạn chỉ xài có một cái đồng tiền là cái tiền euro thôi À, cái phân này nó không có dùng nữa thì hồi trước á là một euro á euro nó nó viết cái 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 xin nó như vậy thì bằng là 6,55 năm mấy đó tính là sáu năm sáu đi thì phân 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 c đó tức là tiền tiền phân tức là lúc mà đổi ra đó thì mình lấy 6 đồng phân đó thì mình đổi được một euro Uh, euro này thì uh, nãy mình nói thì nó xài trong hết tất cả những cái khối Âu châu thành ra rất là tiện rất là tiện lợi. Uh, thì 1 euro uh, bây giờ uh, hôm bữa nay đó thì nó bằng là 1,14 uh, đô la, đô la Mỹ. À uh, đô la Mỹ và 1 euro uh, thì nó bằng uh, 20 uh, 25.000 à uh, 960 61 việc đồng Việt Nam đó, 25 chính nơi gần 26.000 đi 26.000 26.000 đồng 1 Euro bằng 1 đô la 14 và 1 Euro bằng gần 26.000 tiền đồng Việt Nam thì bên pháp này nó có cái tiền giấy và cái tiền tiền lẻ tiền giấy thì nó kêu bằng dê những cái BJ đó là tiền giấy à, tiền giấy tiền giấy le billet giống được nha le billet rồi le billet là nhiều nhiều billet thì le billet ha. le billet là một cái billet còn le billet thì phải thêm cái chữ s nữa ha. nhiều cái thì nó thêm chữ s rồi cái này là tiền giấy còn cái tiền mà tiền lẻ tiền đồng á, thì nó kêu bằng pièce hay là money pièce hay là money cái này là cái tiếng tổng quát nha vì cái cái này là cũng là euro hết đó thì cái này là tiền uh, tiền đồng tiền uh, tiền, tiền bạc cắt á uh, tiền đồng uh, tiền tiền lẻ uh, uh, gì nữa uh, muốn nói cái gì về? để coi uh, mình không mình chưa có viết ra cái này thì mình uh, uh, bây giờ một uh, euro uh, thì à uh, cái uh, nói cái này luôn uh, sẵn đây quên. À, thì euro hồi nãy mình nói euro thì à, à bằng 6,56 à, tiền tiền phong. Và nó có trong cái loại tiền giấy á, thì à, tiền giấy là nãy mình nói bide thì nó có 7 7 loại tiền giấy euro. Và tiền à tiền tiền à, tiền đồng thì nó cũng có nó có hình như là chín cái để mình, 7 cái là cái gì là cái 5 euro tờ giấy 5 euro tờ giấy 10 euro rồi có 20 euro rồi có 50 euro rồi có một 100 Cứ quên gì không 5, 10, 20 100 euro à, Rồi có 200 euro Rồi có 500 euro à. Thì mấy cái này Thì nó rất là xài thì rất là thường Này bắt đầu hiếm hiếm hơn rồi Còn cái này ít ít cái ai xài lắm Ít ai sài Tại vì sao Tại vì nó sợ tiền giả à tại vì các bạn đi chợ thì các bạn trả thì đi lấy à, các bạn à, mua đồ với tỷ 100 à, 120 euro đi. Ví dụ vậy đó thì các bạn à, thường thường ta xài hai tờ giấy 50 deux billets, billets de 50 euro plus un billet plus un billet de 20 20 euro Thì cái này mình nói đây 5 euro billet billet 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, et 500 euro. Đó. Thì uh, euro này uh, thì thường thường uh, bên, uh, bên này thì nó không có chữ S. Mà để chữ S vô chỉ có bên Pháp nó để thôi cũng không có sai. Là nhiều euro thì để chữ S. Đây là 7 cái loại uh, giấy tiền uh, euro. Sau đó nó có những cái loại đồng. À, đồng euro thì nó có hai loại. À, à, tại nãy mình nói cái nhỏ nhất của cái tiền giấy là 5 euro. À, cái, cái cái tiền giấy mà nhỏ nhất là 5 euro. rồi sau đó mình 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 có cái tiền đồng tức là cái pes. cái PS là kế kế tiếp là 2 euro. cái này là cái tiền đồng. rồi cái PS, uh, thứ nhì là một euro. đó cái này là mình nói về tiền tiền uh, tiền đồng, tiền, tiền bạc cắt nha. đó là cái này uh, euro. rồi uh, dưới cái euro đó thì nó có những cái đồng xu tức là nó kia bằng sen. đây là euro. Đó. thì cái này uh, là 100 trăm cái này mình nói lại bên uh, bên Âu Châu á, thì nó không có để chữ s 100 nó không có để chữ s uh, mà bên uh, Bình Pháp thì có nhiều người để chữ S nhiều người mình viết mình không có để chữ S cho nó dễ cho như là những cái người trên Âu Châu 100 cent đó mới bằng 1 euro đó thì nãy mình có cái cái đồng mà lẻ rồi tức là cái đồng hai đồng euro với cái đồng một đồng euro une pièce de deux euro et une pièce de 1 euro sau đó mình nói về tới những cái cent À, những cái cái bằng song tim mà được cô đó những cái song tim nhưng là cái xu lẻ đó thì nó có năm chục cent cái đồng á đồng đồng lẻ đó nó có năm chục rồi nó có hai chục cent nó có mười cent năm chục mấy chục rồi, rồi nó có rồi nó có 5 cent. À, 5 cent. Nó có 2 cent Và nó có 1 cent Đó Thì hai cái đồng hai cái đồng 50 cent đó Tức là cái này cái... trời hai cái đồng 50 cent đó Cộng lợi á thì cái này á nó bằng 1 đồng 1 euro. Cái này xu lẻ thì cái này nó có 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent, 1 cent và à, 2 cent và 1 cent. Thì cái này 50 cent, 20 20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent et 1 cent. Là cái bên này là 5 euro, un billet cái này billet tiền giấy, billet de 5 euro, pièce de 2 euro et pièce de 1 euro. Rồi, các bạn rõ hết rồi ha. Tiền lẻ, tiền uh, giấy thì nó kêu bằng billet, tiền uh, lẻ thì nó kêu bằng uh, pièce hay là monnaie. Uh, bây giờ nó thí dụ cho nói một cái giá nào đó thì uh, mình nói uh, mình muốn hỏi cái giá hay là người ta nói cái giá đó cái, cái giá đó là Uh, C'est 2 euros. Donc là, haïro, euro, 2 euros. Je vais me comme d'autres. 5 euros 50. 5 euros 50. Điền cái này bằng uh, 5 5 euro 50 là cái gì 5 là 5 Euro là euro 50 con là 50 Thì cái này nó không có nói 50 con sen Nhưng mà mình hiểu là cái này là 5 đồng 50 xu 50 sen Thì nó nói 5 euro 50 con thôi Thì cái chữ này Cái chữ này Euro này ăn trước á thì người ta hiểu cái chữ làm sao là chữ sen rồi ha. À, à, thí dụ như nó nói à, bây giờ à, nó nói là six euro trois six euro trois, thì cái này này cái này thí dụ như là six six thì cái này hồi nãy mình nói six là 6 euro là euro 3 là 3 sen mà không có nói chữ sen ra. 03 là 6 euro 3 xu. Mà muốn rõ hơn đó thì mình nói 007. 03. Tức là 03. Tức là cũng 6 euro 03 thì nó rõ ràng hơn. Rõ ràng nhưng hai cái này đều trúng. Các bạn nói muốn nói cái cái giá là 6,03 euro thì 6 euro 3. Còn nếu mà nếu mà nói 6 uh, 6 euro 30 á thì phải nói 6 euro 30. Cái này là 30 là 30, còn cái này là 3 là 3. 3 còn cái này là 30. 30 là 30. Thì 3 là 3 sen, 30 là 30 sen. Hmm. Rồi. Yeah, để mình uh, cái này mình sẽ trả lời khi uh, lúc mình học đếm nha à, học đếm uh, cũng uh, có thể làm cái bài ngắn ngắn uh... à cái này ngộ cái là nó có cái dấu mũ ở trên cái chữ u chữ này chứ không phải chữ u nha chữ này tiếng pháp gọi đọc là u à, các bạn phát âm cái chữ này là chữ u à, mình lặp lại theo mình nha chữ u chứ không phải chữ u nó kêu bằng u tức là chữ t trước là tu là mày đó tu ha. thì cái này nó đọc là cu cool. nó không có học là good ít cài đọc là cút tại vì nó có chữ t nhưng mà nó đọc chứ là lượng cu lượng cu là cái giá tức là cái trị giá của cái cái món đồ đó cái giá ha. và cái này là cái danh từ còn cái động từ của cái này á là cuti cuti là sacutter là cái 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 trị giá cái đáng giá của nó đó cái cái tốn cái sự tốn cái đáng cái trị giá của nó cũng như mình nói mình để mình xa me coûte 100 euro tức là cái 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 chuyện đó đó cái cái món đồ đó đó cái xa là mình không có biết cái gì nhưng mình chỉ cái đó cái đó đó cái đó uh, me me good, tức là tốn cho tôi tức là cái giá của cái đó đối với tôi là 100 euro Đấy là cút t là trong tốn kém thì nó nó nói cái giá đó là sao mơ cút một trăm euro tức là cái nghĩa của cái câu này là cái đó là tôi tôi cái giá của cái đó đối với tôi là một trăm euro đó thì mơ cút cút đây thì nó cũng như là tốn tốn cho tôi cái đó tốn cho tôi một trăm euro tức là cái giá của cái đó là một trăm euro cái đó trị giá đối với tôi là một trăm euro thì cái đó là cái động từ cút tê. Yeah. Và nó nói uh, một cái câu nữa là le coût de la vie. Cái cái cu cái nãy mình nói với cái cu là cái giá và nó có một cái tiếng khác để nó 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 nói cái giá tiền nữa. Uh, thì bây giờ mình đang cái chữ cái cu đó thì uh, nó nói cái chữ là, le cu de la vie. La vie là sự sống. Le cu là cái trị cái, cái giá của sự sống thì cái này uh, le cu de la vie là nó nói về tổng quát về cái giá sinh hoạt cũng như là mình nói le coût de la vie en france n'est pas très élevé không có cao lắm giá sinh hoạt cái đời sống của bên Pháp không có cao lắm. Nên pas très élevé. Le coût de la vie là cái giá tiền sinh hoạt, cái sự giá tiền sống ở bên bên Pháp. Cái tiền sống. Ha. Rồi. Thì cái đó là một cái tiếng để cái cái, cái danh từ cu là là cái như là cái trị giá của cái đó. Ha. Thì mình liên lại đây. Cái, uh, cu là trị giá. Còn uh, cái cái nói cái giá tiền của một cái món đồ thì mình cũng có dùng le prix. Cái này là giống được hết nha. Le, le, le coût hay le prix. Cái này cũng vậy, mình đọc là le prix, le prix. Cái này phải lên giọng, chứ không phải là nó le prix. À, không có đọc chữ X. Chữ X này không có đọc. Nó viết là p r -I -X, nhưng mà nó đọc là prix. Le prix là cũng uh, cũng là cái giá tiền. Giá tiền của một cái món đồ gì đó. Thí dụ, mình nói, uh, pouvez-vous, cái chữ pouvez-vous này các bạn quen thuộc rồi ha pouvez-vous uh, me dire le sẽ à, lỗi le prix à, pouvez-vous là uh, anh có thể có thể anh tức là anh có thể hay không cái này câu hỏi ha có thể me dire là nói cho tôi biết nói cho tôi tại vì mơ là nói, nói về tôi le prix là cái giá tiền đó, le prix tức là anh có thể nói cho tôi cái giá tiền và cái này là cũng là một cái cách mình hỏi tức là cái giá tiền của cái đó đó cái không biết cái gì ha mình chỉ cái đó pouvez vous me dire le À, thì anh có thể nói cho tôi cái giá tiền của cái đó là bao nhiêu hay không nhưng mà mình cũng có thể nói cái người đó Combien combien ça coûte? Mình dùng cái cái động từ coûter. S'il vous plaît. Voilà, combien ça coûte s'il vous plaît? Tức là bao nhiêu? Combien là bao nhiêu? Ça coûte là cái đó cái đó là này cái giá trị giá tốn à, làm ơn cho tôi biết làm ơn xin vu là cái cái chữ uh, lịch sử nói làm ơn tức là công gia sa cút xin vu là cái chữ rất là thông dụng nha các bạn qua pháp các bạn thì dùng cái chữ này uh, cũng rất là thường vô một cái chỗ nào mình muốn hỏi công gia sa cút Uh, quel est le prix là, hay là quel est le prix pouvez vous me dire le prix quel est le prix tức là cái giá của nó là cái gì quel e le prix à, le prix là cái giá tiền thành thành ra mình nói cái này thì nó có hai cách để hỏi một cái giá tiền ok rồi đồng cái dự rồi cái sự là, cái đó là giá với lại cái uh, cái động từ cút uh, và trả tiền uh, trả tiền uh, bên pháp này trả tiền á thì nó dùng uh, uh, nó dùng cái động từ payer. Payer là cái động từ để trả cái này cái động từ nha uh, trả tiền trả tiền uh. thì mình nói cái câu là j'utilise ma carte pour payer tôi dùng Utilize là động từ nó tôi dùng cái thẻ của tôi ma carte cái cái thẻ của tôi tại vì carte là cái thẻ nhưng mà ma carte là cái thẻ của tôi Pour là để trả tiền đó dễ ẹt không từ từ cái này từ block từ block là một hai ba bốn utilize je utilise tôi dùng ma cạc cái cạc cái thẻ của tôi pour để pg trả tiền. Đông uh, cái, cái 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 dòng từ pg là trả tiền và cái uh, cái danh từ le paiement à các bạn nghe nói cái cái phát anh cái phát âm này kỹ ha? le paiement, paiement, le paiement là cái sự trả tiền cái này là cái uh, danh từ cái động từ của nó là pay còn cái payment là cái danh từ le payment là cái sự trả tiền les moyens de paiement cái này cũng uh, trong uh, sách trong hồ sơ trong những cái gì đó uh, trong những cái uh, tiệm bán rồi nó cũng uh, để rất là nhiều les moyens là những cách những cái phương tiện những nhiều cái này là nhiều càng ngày càng nhỏ tay hết chỗ rồi nha xuống dưới tấm bạ cái bảng này này tuốt dưới hết chỗ rồi nha những cách được payment là thanh toán cái gì có cái dấu sắc vô đây nữa thanh toán nha đó để mua nhanh được là những cách thanh toán tức là các bạn thấy trong khi cái, cái cái tiệm đó limousine pimon rồi nó để carte bleue, cheque, espèce, à, Thì à, để mình nói sau này đây là, là những cái cách mà cái cái tiệm đó nó nhận những cái cái loại à, à, những cái phương tiện mà trả tiền để, để thanh toán những cái đồ của các bạn. Là như sau, tại bên Pháp này nó dùng nhiều uh, nó dùng uh, nhiều nhất là carte bleue thì nó có nó có 3 loại nó có carte carte bleue. Mà cái này đã dùng nhiều nhất số 1 nha, carte bleue là cái thẻ xanh mà nó kêu nó cũng kêu là cái carte de crédit. Tại sao nó kêu bằng carte de crédit? Carte bleue ou carte de crédit, hai cái này nó giống nhau ha. Carte bleue thì tại vì cái cái thẻ đó đó nó màu nó màu xanh nó xanh xanh cái thẻ đó sẽ visa hay là master card hay là cái gì đó tùy ha. thì nó màu xanh thì ta ta kêu bằng cặp được chưa rồi cái cặp được khay đi ta kêu cái cái này là cặp được khay đi tại vì các bạn mua uh, các bạn mua một tay hay là hai tay ba tay 15 lăm tay hai chục tay hai mốt tay hai tay thì các bạn mua mấy cái này á thì tới ba chục tay cái tháng đó đó nó mới rút nó rút mỗi mỗi tháng cái cặp thành ra nó cũng như là nó cho các bạn uh, uh, cũng như cho cho các bạn uh, thanh toán trong vòng một tháng mà cuối tháng nó rút như là nó nó cho các bạn uh, trả góp vậy trả góp trả trả từ từ tức là các bạn mua nhưng mà chỉ các bạn chỉ trả ở cuối tháng thôi ha, thành ra cũng có nhiều người, uh, người ta thích cái này nhưng mà cái này cũng phải coi chừng tại vì mình cứ mua 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 riết rồi, rồi tới cuối tháng nó rút ra một cái là mình táo quả tam tin luôn Uh, thành ra nó kêu bằng cái credit credit là trả góp kiểu uh, như là cạp được credit là một cái cả, một cái thẻ mà có trả góp uh, được trong vòng một tháng uh, trả trả cái bằng uh, trả không phải liền lúc đó mà trả sau đó đó thì bên pháp này nó dùng cái cạp table này là số một rất là nhiều người dùng uh, cạp table uh, sau đó là nó có cái bằng Express uh, espèce, uh, espèce là tất cả những cái gì mà tiền tiền mặt tiền mặt Espèce hay là nó nói là liquid thì cái chữ này nó hơi kỳ liquid này dịch ra nếu mà các bạn coi điện điện tử là những cái gì mà cái nước cái loại nước tất cả những cái loại nước những cái loại nước gì nhưng mà cái này nó dùng nó dùng cho một cái tiền mặt đó cái này nói là tiền mặt ok đó espèce cũng được cũng như các bạn nói je pay en espèce je pay en Nespes. Tức là tôi trả. Nhớ không cái cái, cái động từ PG nè. là mình chia động từ je pay on Nespes. Tôi trả bằng tiền mặt. Bằng tiền mặt. Uh, à. à, je pay en espèce mà je pay par carte par carte không có, không có nói carte bleu muốn nói carte bleu cũng được mà ta nói je pay par carte là người ta hiểu rồi à. thì cái này là je pay là tôi trả tiền tôi trả tiền à, bằng uh, tiền mặt hay là tôi trả tiền uh, bằng uh, bằng cái cạc uh, cái này là thẻ thẻ xanh hay là người ta nói là là thẻ tín dụng đó Đò, thẻ tín dụng nha rồi cái thứ ba nữa là check thì check là cái này uh, hồi trước bên pháp uh, nó rất là thường bây giờ ít 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 lợi rồi thì cái này dịch ra hình như là xét 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 ở bên uh, tiếng việt á nhưng tại vì bên hình như là bên uh, tiếng việt không có xài thường cái này bên pháp hồi trước nó xài mà đi uh, bác sĩ đâu thì thường thường nó cũng còn dùng nhiều cái xét đó. Uh, đó là cái ba cái phương tiện mà bên pháp này họ dùng ha, hoặc là họ trả bằng cái cạc thì các bạn đi chợ đó thì phần đông là mình thấy thí dụ như tám chục chín phần trăm của những cái người đi đi chợ đó đi chợ trả trong siêu thị đó thì họ trả bằng cái cạc sau đó có nhiều người trả bằng đi uh, kit rồi sau đó có nhiều người cũng trả bằng bằng sách nhưng mà các bạn coi chừng nha cái sách thí uh, dụ như các bạn có sách uh, thì có dài tiệm ở bên đây nó không có nhận sách nữa tại vì nó sợ mấy cái sách không có tiền trọng gì đó thì hay là bị sách bị bị bị, bị ăn cắp uh. đó. bây giờ mình nói cho các bạn cái câu này n'ai đặt rồi Je n'ai pas d'argent. Là có nghĩa gì? Je n'ai pas d'argent là tôi không có tiền. Tôi không có tiền. Je n'ai pas là tôi không có tiền. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus tức là hồi trước tôi có mà bây giờ tôi không có nữa. Hả? tức là tôi tôi không có tiền nữa tức là tôi hết tiền tại vì trong cái chữ Je ne pas đó cái chữ pas đó thì nó nói là không có à, tôi không có còn Je ne plus là nó có nghĩa là hồi trước tôi có mà bây giờ tôi không có nữa tôi không còn nữa thì là tôi tôi đã hết tiền tôi tôi không còn tiền nữa tôi không còn tiền thì nó tôi không còn tiền nữa đó là giữa cái cái pa với cái plus 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 je n'ai plus d'argent nó không có chữ nó không có đọc chữ s nha je n'ai plus d'argent rồi je n'ai pas de monnaie je n'ai pas de monnaie tức là tôi không có nhớ không tôi không có tiền lẻ tiền xu lẻ tôi không có Tiền, tiền lẻ. Rồi je n'ai pas de billet de 10. Je n'ai pas de billet de 10. Thì cái này nó không có nói cái chữ euro. Nó bỏ cái chữ này. Nhưng mà mình hiểu là tôi không có. Je n'ai pas là tôi vẫn là tôi không có. Một cái tờ giấy tiền 10 euro. Billet là một cái tờ giấy tiền. This. Tức là mình nói cái câu cho chính xác là Je n'ai pas de billet de 10 euros. Nhưng mà ta bỏ cái 10 euros này. Nói 10 là người ta biết là, là Je n'ai pas de billet de 10 là, là người ta biết rồi. Người ta biết thì đã không có nói. Ai nói, nó nó nói gián tắt mà. mình Pháp này nó làm biến Nó nói, nó nói, nó nói, nó nói, nói chút rồi cái nó, đi ngủ á. Không phải nó đi ngủ, nó ta bậy, nó bậy. Nó, nó làm biến Nó, nó nói, Thí dụ như thay vì nó nói là billet de 10 euros, nói billet de 10 thôi. Rồi sau đó nó nó tiết kiệm nước miếng của nó là nó không nói nữa thành ra cái đó là rất là thường nha uh, Avez-vous de la monnaie mấy, mấy, cái chữ này các bạn dùng rất là thường nha hay là nghe người ta Avez-vous de la monnaie là bạn có tiền lẻ hay không cái câu hỏi Avez-vous de la monnaie là bạn có tiền lẻ cái này tiền lẻ rồi pouvez-vous me faire Pouvez-vous me faire de la monnaie? Mô lê là dẫn là tiền lẻ. Sur un uh, billet de 10. Là cái nghĩa là bạn có thể đổi cho tôi tiền lẻ uh, với cái tờ giấy 10 euro này không? Huh? Pouvez-vous là bạn có thể me faire de la monnaie tức là đổi cho tôi tiền lẻ tức là bạn đưa cái cho cái người đó một cái tờ giấy 10 euro và cái người đó đưa cho bạn cái tiền lẻ 10 euro đổi à. thì mình nói là pouvez-vous me faire de la monnaie sur un billet de 10 tức là một trên một cái tờ giấy 10 euro thì cái câu này nó chính xác à, rồi hai cái câu này nó rất là thường ha các bạn uh, nhớ ghi trong cái cái cuốn sổ của các bạn như là mình nói trong những cái bí quyết để học uh, tiếng pháp trong cái uh, cái lớp thử, thứ mấy đó mình quên rồi thứ sáu thứ bảy gì đó thứ sáu hình như thứ sáu. Home la money. Home la là là cái gì? Home la là là trả tiền, trả cái home và là trả trả lại đó chứ không phải trả tiền PG là trả tiền không rồi tức là bạn cho ai đó donate đó, rồi sau người đó trả lại trả lại cho bạn là trả trả à, thì cái này trả trả lại tiền lẻ tức là cái câu này Thom gọi là money á là nó nói là thối thối tiền lẻ thối tiền có là money thối tiền động từ ashti cái này có trong cái video mà mà sáu chục cái động từ của mình làm cho các bạn các bạn phần cần phải học mấy cái đó là cái động từ mua hả? chữ mua là mình chia động từ ra xét ra xét gì ra uh, Des fruits những cái trái cây avec mon argent à, tôi mua Astia, Astia nè, mới nói nè, tôi mua để khuy là những trái cây, nhiều trái cây, để khuy là nhiều trái cây, với avec là với, mon d'argent là tiền của tôi, mon mon là của tôi, ton là của bạn, mon là của tôi, ra xét để khuy avec mon đặt là tôi mua những trái cây với tiền của tôi nha yeah. thì cái này là động từ acheter à, mình là mình học uh, nhiều cái câu uh, rất là thông dụng home của la acheter là mua rồi bây giờ bán là gì bán là vendre động từ vendre đó cái này là bán kinh hình như cũng có trong cái 60 động từ mà rất là cần phải biết je vends je vends des fruits pour gagner de l'argent. je vends des fruits pour gagner de l'argent. Uh, je vends des fruits pour gagner de l'argent. Uh, uh, thường của người Pháp. je vends des fruits pour gagner de l'argent. Nó je vends des fruits pour gagner de l'argent. tôi bán uh, những trái cây pour là để gagner cái chữ gagner á uh, là mình sẽ làm một cái video về cái cái động từ này gagner là là gagner l'argent đặt thì phải nói gagner de đặt là để kiếm tiền đó, à, thấy không? Je vends des fruits pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent là kiếm tiền. Thì mình nói vài dài 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 điều gì cái, cái 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 động từ gagner. Gagner cái 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 cái, 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 cái nó con cái cái nghĩa của nó, cái nghĩa chánh của nó là thắng thắng gai một cái gì là thắng một cái gì á nhưng mà gagne de l'argent á là mình cũng như mình, mình thắng được á mình kiếm ra được á à, mình kiếm ra được á nha chứ không phải kiếm kiếm là sạc xe si. cũng là mà kiếm một cái cái gì đó thì mình dùng động từ sạc xe si. còn gagne de l'argent là cũng là có nghĩa là kiếm ra được tiền đó kiếm ra được tiền ha để kiếm tiền đó, gagner đặt l'argent là kiếm tiền. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đọc một cái hai cái câu nhỏ nhỏ. Các bạn ráng nghe, rồi các bạn nghe được thì các bạn biên trong lời bình luận cũng như lâu lâu mình làm vậy đó để cho giúp các bạn cái lỗ tay các bạn quen với tiếng Pháp. Những cái từ vựng mà mình cũng đã học rồi thì mình có, nếu mà các bạn Mình xong Mình mình đọc xong rồi Mình, rồi các bạn tự kiếm Rồi có cái gì nếu các bạn không Không có không có nghe kịp hay là Các bạn không có kiếm được Thì mình có để cái câu trả lời Trong cái cái phần mô tả Ở tút dưới đó, tất cả những cái gì mình biên Trong cái bài học hôm nay, bài học thứ 21 này Đều có trong phần mô tả Các bạn có thể copy lại Để các bạn in ra Hay là các bạn để dành để coi thì cái phần chót của cái phần mô tả thì mình sẽ biên lại những cái câu mà mình sẽ uh, nói với các bạn thì cái này để tập cho các bạn nghe cũng như là một cái người pháp thì các bạn ráng nghe các bạn ráng hiểu là uh, nếu mà các bạn hiểu rồi hay là các bạn nghe được uh, các bạn biên lại uh, trong lời bình luận để cho mình biết là các bạn hiểu ok bây giờ mình sẽ đọc cái, uh, mình sẽ nói về cái cái những cái câu này nha combien coûte kilo de tomate s'il vous plaît bây giờ mình nói với cái tốc độ thường rồi sau đó mình sẽ đọc lại với những cái tốc độ rất là chậm. Combien, euh, combien coûte un kilo de tomates, s'il vous plaît Je voudrais acheter deux kilos de belles tomates. Cela coûte trois euros Combien coûte un kilo de tomates, s'il vous plaît Je voudrais acheter deux kilos de belles tomates. Cela coûte trois euros cinquante. OK, rồi. À, bây giờ xong cái bài số 21 này, à, mong là các bạn cũng thích và đã sẽ giúp cho các bạn uh, uh, biết nhiều về vấn đề tiền bạc uh, bên Pháp và những cái học rất là nhiều cái từ vựng và những cái động từ, những cái danh từ mà mình gặp rất là thường ở bên đời sống uh, hàng ngày ở bên Pháp này. À, những cái chuyện các mình chỉ dẫn và mình dạy các bạn thì những cái chuyện đó mà các bạn gặp rất là thường ở bên ở bên pháp này. À, thôi rồi video này mình gần ở đây cũng rất là dài à, mình mỗi mỗi lần là mình nói mình sẽ làm cái video ngắn ngắn và mình à, cũng rất muốn làm những cái video ngắn ngắn và những cái video làm thường xuyên hơn mà cuối cùng sao không biết soạn soạn sao không biết cứ nhiều chuyện nói với các bạn thôi thì một lần nữa chúc các bạn và gia đình thật vui vẻ chúc các bạn nhiều thành công trong việc học hành và khám phá tiếng pháp có cái gì thì nói trong lời bình luận trong lời comment rồi mình có thể từ từ thì mình sẽ làm mình đọc hết những cái lời bình luận có nhiều khi các bạn xin lỗi các bạn vì mình không có thời giờ để trả lời nhưng mà mình chắc chắn với các bạn và các bạn cũng rất uh, nên tin là mình đọc hết tất cả những cái lời bình luận và mình sẽ uh, coi và mình để sắp xếp từ từ để mình giúp giúp các bạn trong những cái bài video học tiếng Pháp kỳ tới. Mong rằng các bạn cũng thích và theo dõi và ủng hộ kênh này uh, và đăng ký kênh này nếu các bạn chưa đăng ký nhớ bấm cái chuông lúc các bạn đăng ký các bạn bấm cái chuông thì mỗi lần mình ra cái video mới thì nó sẽ gửi thông tin đến cho các bạn thì các bạn sẽ biết liền Ok Xin chào tất cả các bạn Chúc các bạn vui vẻ gia đình thật hạnh phúc và mạnh khỏe Chúc các bạn thành công xin hẹn các bạn video kỳ tới Xin chào tất cả các bạn